Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay theo yêu cầu của một bạn test cái sản phẩm cho bạn. Thì một bạn ở Lâm Đồng có đặt mua sản phẩm của mình và bạn muốn yêu cầu là mình test qua video cho bạn xem thử mạch này có thật sự là có mạnh kéo được bát 40 con 51 hay không. Thì hôm nay mình video này mình đã làm mà cách đây gần cả tháng trước rồi, nhưng mà mình cũng bán được khá nhiều sản phẩm ở trên trang của mình và được đánh giá rất cực. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review lại, test lại cho bạn ở Lâm Đồng xem. Thứ nhất là bạn sẽ đặt mua một sản phẩm này, ở mình test cho bạn xem luôn. Ở đây thì bát 40 con 51 và từ 140 đây, mình đã hàng dây sẵn luôn. Và tiếp theo là cái mạch lo kéo mini như thế này, đơn giản như thế này thôi. Và cuối cùng là cái chép 250 mình đã gắn tụ sẵn đó. Bây giờ cách đấu nối thì rất là đơn giản thôi, mình hàng hết dây cho bạn rồi, bạn chỉ về là cắm dây ở phần cái màu trắng cái bên cái màu xanh này. Đây là màu xanh, màu trắng chúng ta gắn chép vào nha. Đó, màu trắng nó gắn chép vào rồi. Phần cuối cùng là chúng ta gắn sợi dây bát vào đây. Phần này mình hàn một con tụ 2.2 thì cho nó ra tiếng chép sáng hơn một tí. Cuối cùng là cái mạch. Đó, một bộ combo như thế này là 800.000 miễn phí ship toàn quốc. Thì mình cũng đã đăng cái đây video cả tháng rồi. Thì hôm nay mình sẽ test thực tế cho các bạn, cho bạn nó xem và sẽ đóng gói giao cho bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ gắm điện nguồn 220V nha. Đây, mình sẽ bật công tắc. Thì đây là mạch đã lên nguồn và nhận thiết bị. Bây giờ mình sẽ tiến hành test video cho bạn xem. Thì về cái mạch này thì công suất nó có hay kéo nổi không nha. Đây thì mình sẽ mở nhạc test một bài cho bạn nghe. Mình sẽ tăng tiếng bass lên này, tiếng chép lên này. Tiếp theo là volume nhạc này. Đây, bass rất là mạnh nha. Đang test loa trần nhưng mà tiếng bass rất là mạnh. Các bạn để ý này. Tiếng bass rất là mạnh, rất là chắc. Đó, mình sẽ tăng bass lên một tí nữa này. Bass rất là mạnh. Đây là video test sản phẩm thực tế cho một bạn ở Lâm Đồng nha. Thì đã test xong. Mình sẽ mở một đoạn nhạc khác chẳng hạn. Mình sẽ mở nhạc Bolero đi. Bolero. Wow, Bolero, mình hơi nhầm một xíu nha. Và nghe không? Tiếng bass rất là chắc và tiếng chép rất là sáng nha. Ok, video test tới đây là kết thúc và sản phẩm này đã mình đã test hoàn thiện cho bạn rồi. Bây giờ mình sẽ đóng gói vào cho bạn. Ok, bạn đã xem video này và các bạn xem video này thì thấy sản phẩm này hay, ý nghĩa hay là gì đó, các bạn cứ bình luận bên dưới. Nếu mà bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì click vào phần mô tả có số điện thoại của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.